Yêu cầu cần đạt thứ nhất là viết được một bài phát biểu trong một lễ phát động, ở trong lễ phát động một phong trào hoặc một hoạt động xã hội. Rồi ở cái bài phát biểu này đặt ra yêu cầu là học sinh cũng trình bày rõ hệ thống các luận điểm có cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng, sử dụng các lý lẽ bằng chứng thuyết phục, chính xác tin kể thích hợp đầy đủ, biết đặt ra các ý kiến phản bác để trao đổi tranh luận lại, sử dụng các yếu tố thuyết minh và biểu cảm. Vậy thì cái phần mà màu xanh này, viết được bài phát biểu ha, một bài phát biểu trong lễ phát động là một cái yêu cầu mới xuất hiện ở lớp 12. Tuy nhiên, những cái yêu cầu cụ thể đối với cái bài phát biểu này thì học sinh đã được rèn luyện ở cái kiểu bài nghị luận xã hội ở lớp 10 và 11. Vậy thì mình thấy là cái kiểu bài mới, bài phát biểu này nó cũng không hẳn mới hoàn toàn đối với học sinh đâu ạ, mà nó sẽ có cái sự kế thừa và phát triển những cái kỹ năng mà các em đã được hình thành ở lớp 10 và 11. Còn đối với cái kiểu bài, cái yêu cầu cần đạt thứ hai là viết được văn bản nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ. Vậy thì cái văn bản nghị luận này là cái văn bản nghị luận xã hội thì các em cũng đã học ở lớp 10 và 11. Duy chỉ có phạm vi vấn đề là một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ thì đó là mới ở đối với lớp 12 thôi thầy cô. Rồi thì cô chú ý giúp tôi là ba cái kiểu bài mà chúng tôi tô màu vàng ha thầy cô ha. Đó là kiểu bài viết được văn bản nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học, thì đây là một cái kiểu bài mới ở lớp 12 nhưng mà mới ở chừng mực nào thì tôi sẽ trao đổi sau. Rồi viết được văn bản dưới hình thức thư trao đổi công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm cũng là một cái kiểu bài mới ở lớp 12. Và viết được báo cáo kết quả của bài tập dự án hay kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội hả thầy cô. Vậy thì với ba cái yêu cầu cần đạt này thì cô chú ý là đây là ba cái yêu cầu cần đạt, nó đề cập đến những cái kiểu bài mới xuất hiện ở lớp 12. Và thế thì có thể nhìn thấy là chương trình đã đặt ra 5 yêu cầu cần đạt về thực hành viết theo kiểu bài cho học sinh ở lớp 12. Và 5 yêu cầu cần đạt này chúng tôi sẽ cài đặt vào chính bài. Vậy thì sẽ có những cái yêu cầu cần đạt nó sẽ lặp đi lặp lại ha thầy cô. Thì cô nhìn thấy nha, ví dụ như là văn bản nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ sẽ được cài đặt ở bài 2 và bài 6. Thì cô chú ý, còn văn bản nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học cũng được cài đặt ở hai bài là bài 1 và bài 3. Rồi văn bản dưới hình thức thư, viết thư trao đổi công việc hoặc vấn đề đáng quan tâm, nó sẽ nằm ở hai bài liền mạch nhau là bài 4, bài 5. Và cái bài viết báo cáo kết quả của bài tập dự án hay kết quả nghiên cứu nằm ở bài 7 và bài 9 nha thầy cô. Dạ rồi. Riêng cái bài viết được bài phát biểu thì chúng tôi chỉ rèn luyện cho học sinh ở một bài học thôi, đó là bài số 8. Tuy nhiên, tí nữa đến chỗ này thì tôi sẽ trao đổi rõ hơn, kỹ hơn với quý thầy cô. Đây là sự phân bố các cái kiểu bài vào trong từng bài học. Tôi xin nói lại, đó là cái yêu cầu cần đạt viết được văn bản nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ thì sẽ phân bố ở bài 2 và bài 6. Tuy nhiên nó khác nhau là ở cái phạm vi nội dung. Tí nữa tôi sẽ nói ha thì cô ha. Còn văn bản nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học thì chúng tôi cũng ý thức đây là một cái kiểu bài tương đối là mới và có thể nói là tương đối là khó với học sinh. Vậy nên là nhóm tác giả cũng đã cố gắng cài đặt ở học kỳ 1. Đến chi thầy cô khi mà cài đặt ở học kỳ 1 thì thầy cô sẽ có nhiều cái thời gian để rèn luyện cho học sinh và chúng ta sẽ hỗ trợ học sinh nó tốt hơn. Còn nếu với một cái kiểu bài mới và khó mà mình cài đặt ở những cái bài học về sau nhiều quá, những cái bài học càng về cuối nhiều quá thì có thể là cũng sẽ gây khó khăn cho chính thầy cô và học sinh trong quá trình rèn luyện. Thế nên là thầy cô yên tâm, cái kiểu bài nghị luận so sánh đánh giá này sẽ được dạy ngay từ bài 1 và sau đó sẽ được luyện tập tiếp theo ở bài số 3 của học kỳ 1. Chỉ có là cái đối tượng, cái thể loại của văn bản văn học mà chúng tôi cho học sinh so sánh đánh giá thì nó sẽ khác nhau ở hai bài này. Ví dụ như ở bài 1 thì học sinh sẽ nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm thơ, còn bài 3 là học sinh sẽ nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm truyện hoặc là ký hoặc là kịch ha thầy cô ha. Những cái thể loại này học sinh cũng đã học hết rồi thầy cô. Còn đối với cái phần viết thư, thầy cô nhìn đây ạ. Hầu hết những cái kiểu bài mà nó dính đến cái bài thi trung học phổ thông thì chúng tôi đều dạy ở học kỳ 1 và có cái hình thức luyện tập tiếp tục ở học kỳ 2 thì cô, thì nó cũng sẽ tạo thuận lợi cho thầy cô là thầy cô sẽ dạy hết những cái đặc điểm của các kiểu bài này ở học kỳ 1.
Và có cái kiểu bài là hình thức viết thư đấy thầy cô, thì sẽ dạy ở cuối học kỳ 1 để thầy cô cũng có nhiều điều kiện hơn rèn luyện cho học sinh ha thầy cô ha. Viết được văn bản dưới hình thức viết thư thì chúng tôi sẽ chia ra nằm ở bài 4 và bài 5. Bài 4 là học sinh sẽ viết thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm, còn bài 5 là trao đổi công việc ha thầy cô ha. Còn cái bài phát biểu thì được dạy ở bài số 8. Thầy cô chú ý giùm tôi ba cái bài này, bài 4, bài 5, bài 8. Và cái bài báo cáo kết quả của một bài tập dự án hoặc là báo cáo kết quả nghiên cứu thì sẽ nằm ở bài 7 và bài 9. Dạ rồi. Tôi xin nói nhanh về cái quan điểm thiết kế. Đối với cái quan điểm thiết kế phần viết trong bộ sách giáo khoa ngữ văn 12 chương trình sáng tạo thì cái phần viết được thiết kế theo 6 cái quan điểm sau đây, thì 6 cái quan điểm này nó cũng kế thừa cái cách thiết kế của lớp 10 và 11 cho thầy cô, đó là viết tích hợp với đọc, nói và nghe. Chẳng hạn như ở bài số 1 thì sẽ tích hợp cái thể loại đọc trong giờ học đọc với cái kiểu văn bản trong giờ học viết ha thầy cô. Ví dụ như là ở phần đọc thì các em sẽ được tìm hiểu về các cái văn bản thơ, thì sang đến cái phần viết các em sẽ được học cái cách viết bài văn, nghị luận, đánh giá, so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học ở thể loại là thơ. Và cái kiểu bài nói là các em sẽ cũng tiếp tục rèn luyện cái kỹ năng so sánh đánh giá hai tác phẩm thơ nha thầy cô ha. Thì cái này nó cũng có cái thuận lợi nha thầy cô, bởi vì nếu như ở cái phần viết mà các em nó còn đang bỡ ngỡ với cái thể loại, với cái kiểu bài nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm thơ, thì sang đến giờ nói nghe thầy cô lại tiếp tục rèn luyện cho hình thành, rèn luyện cho các em ở cái kỹ năng nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm thơ nhưng mà ở hình thức nói và nghe ha thầy cô. Rồi cái quan điểm thứ hai là chúng tôi sẽ thiết kế cái phần viết theo đặc điểm của kiểu văn bản hay còn gọi là kiểu bài, thì nó được thể hiện trên bài học là đầu tiên sẽ cung cấp cái tri thức về kiểu văn bản cho học sinh, sau đó thì sẽ hướng dẫn học sinh đọc một cái bài viết tham khảo rồi phân tích đặc điểm của kiểu văn bản thể hiện trên cái bài viết tham khảo đó. Vậy thì với cái cách thiết kế này thì cô có thể triển khai dạy học theo cái định hướng diễn dịch hay quy nạp đều được cho thầy cô. Quan điểm thứ ba đối với phần viết khi thiết kế đó là chúng tôi tổ chức cho học sinh học viết thông qua quan sát, thông qua trải nghiệm và thông qua tự điều chỉnh. Học thông qua quan sát có nghĩa là như thế nào? Học thông qua quan sát có nghĩa là trước khi anh tiến hành thực hành viết một cái bài viết cụ thể thì anh sẽ đọc và phân tích một cái bài viết tham khảo mang đặc điểm, mang đầy đủ đặc điểm của cái kiểu bài mà anh sẽ phải viết. Rồi học thông qua trải nghiệm là sao ạ? À, các em nó sẽ được tham gia vào hai cái vòng trải nghiệm. Vòng trải nghiệm thứ nhất đó là trải nghiệm đọc và phân tích một bài viết tham khảo để tìm ra đặc điểm của kiểu bài thể hiện trên cái bài viết tham khảo đó. Và cái vòng trải nghiệm thứ hai đó là chính bản thân các em sẽ thực hiện quy trình viết 4 bước đối với một cái đề bài cụ thể. Và thông qua việc viết một cái bài viết cụ thể mang đầy đủ đặc điểm của kiểu bài thì em sẽ hình dung được đặc trưng của kiểu văn bản. Dạ, còn học thông qua tự điều chỉnh có nghĩa nó thể hiện rất là rõ ở cái bước số 4 trong cái quá trình viết, trong cái quy trình viết. Và sau khi mà em viết xong thì em sẽ tự chỉnh sửa, rút kinh nghiệm và có thể là tự đánh giá bằng bảng kiểm. Thì thật ra đó là cái việc học thông qua tự điều chỉnh này nó không chỉ thể hiện ở cái bước 4 đó thầy cô, mà ngay ở cái bước 1, bước 2, bước 3 thì chính trong từng bước của quy trình viết thì chính bản thân các em cũng có thể sẽ quay trở lại điều chỉnh cái cách thực hiện của bản thân ở từng bước trên cơ sở là em sẽ trao đổi với bạn bè hoặc là trên cái sự hướng dẫn của thầy cô để em có thể điều chỉnh cái sản phẩm viết của mình ngay chính trong cái quy trình thực hiện kiểu bài. Và cái quan điểm thiết kế thứ tư đó là viết, chúng tôi quan điểm viết là một tiến trình, nó không chỉ là một sản phẩm. Chúng ta sẽ thiết kế từng cái bước hướng dẫn cho học sinh trải nghiệm cái tiến trình viết 4 bước. Và ở từng bước thì sách giáo khoa đều có những cái hướng dẫn học sinh trong suốt tiến trình. Và đặc biệt là thầy cô chú ý là ở những cái kiểu bài mà nó được lặp đi lặp lại trong nhiều bài học thì những cái bài học sau thì đôi khi chúng tôi sẽ có thêm những cái hướng dẫn chi tiết cụ thể hơn để học sinh nó có được cái sự phát triển về kỹ năng so với cái bài học trước. Đó thầy cô. Đặc điểm cái quan điểm thứ năm khi thiết kế phần viết đó là viết phải gắn với những tình huống giao tiếp cụ thể trong thực tế thì nó sẽ được thể hiện qua cái đề bài mở. Thì cái này thầy cô chú ý là cái phần thi trung học phổ thông năm nay đối với cái kiểu bài là viết thư hoặc là viết cái bài phát biểu đó thầy cô, thì nó đòi hỏi là cái sản phẩm viết của học sinh nó phải gắn với những tình huống giao tiếp cụ thể nha thầy cô ha. Và cái quan điểm thiết kế thứ sáu khi chúng tôi thiết kế phần viết đó là luôn luôn kết hợp với kiểm tra đánh giá, nó thể hiện rất là rõ ở cái công cụ đánh giá mà chúng tôi cung cấp ở cuối bài để cho học sinh có thể tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau.
Thì cô đang nhìn thấy trên màn hình là cái sản phẩm ngữ liệu đọc tham khảo hay mà hay hay còn gọi là cái bài viết tham khảo mà nhóm tác giả đã cài đặt vào trong từng bài học để thầy cô có thể hướng dẫn học sinh phân tích cái bài viết tham khảo này, trải nghiệm lần thứ nhất để các em sẽ nhận ra được đặc điểm của kiểu bài. Rồi trên cơ sở mà em nhận biết được đặc điểm của kiểu bài, em học được cái cách thể hiện các cái đặc điểm đó trên một cái bài viết cụ thể thì em mới bắt tay vào thực hành viết. Vậy thì thầy cô có thể nhìn thấy trên màn hình, ví dụ như là đối với cái bài 1, viết bài văn nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm thơ, thì chúng tôi sẽ cho học sinh học cái ngữ liệu tham khảo là phong vị cổ điển trong bài Giang Tuyết của Liễu Tâm Nguyên và tính hiện đại trong bài thơ 1 của Hồ Chí Minh. Còn đến cái bài số 3, viết bài văn nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm truyện, ký hoặc kịch, thì chúng tôi cho học sinh đọc cái bài về bài viết so sánh đánh giá cái văn bản Người đã đọc sông Đà của Nguyễn Tuân, Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Thì cái văn bản đây là hai cái văn bản mà học sinh cũng đã được học, đó là Ai đã đọc tên dòng sông thì học sinh đã được học ở lớp 11 rồi, và chỉ có cái văn bản Người đã đọc sông Đà này là tương đối mới với học sinh. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể giải quyết bằng cách là cho học sinh đọc trước cái văn bản đó ở nhà, rồi sau đó học sinh có cái hiểu biết nền, học sinh sẽ đọc được cái bài viết so sánh đánh giá cái văn bản Người đã đọc sông Đà của Nguyễn Tuân với Ai đã đọc tên dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường, những điểm tương đồng khác biệt nhìn từ thể loại và phong cách, ví dụ như thế ha thầy cô ha. Còn đối với cái kiểu bài viết văn bản nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ thì ở bài 2 học sinh sẽ học đọc cái văn bản trách nhiệm của người trẻ với tổ quốc, còn ở bài 6 thì học sinh lại học một cái ngữ liệu tham khảo có tên là Bạn đang ở đâu trong hành trình khẳng định bản thân. Đấy thầy cô, thì thầy cô sẽ thấy là ứng với mỗi một cái kiểu bài thì chúng tôi đều có một cái bài viết tham khảo để cho học sinh đọc và sẽ phân tích cái bài viết tham khảo đó. Bây giờ tôi xin trao đổi với thầy cô một số lưu ý đối với một số kiểu bài đã học ở các lớp dưới và có sự phát triển ở chương trình 12. Thì ở cái slide đầu tiên tôi đã có nói với thầy cô về cái khái niệm là đường phát triển năng lực. Khi chúng ta dạy ở cái cấp lớp cao hơn thì chúng ta cần phải biết được là ở những cái cấp lớp dưới học sinh đã được trang bị những kiến thức gì, đã được rèn luyện những kỹ năng nào, em có thể dùng được những cái kiến thức và kỹ năng đã có đó như thế nào để có thể tiếp tục phát triển cái kỹ năng của mình ở một mức mới, hoặc là có thể tiếp nhận một cái đơn vị kiến thức mới. Mình sẽ tận dụng cái chúng tôi gọi là đó là cái kiến thức nền, cái kỹ năng nền của học sinh. Do vậy là khi mà thầy cô dạy cái chương trình năng lực thì thầy cô cần phải đánh giá cái hiểu biết nền này của học sinh rất là kỹ, và chúng ta sẽ không thể nào có được một cái kế hoạch, có được một cái kế hoạch và dạy chung cho tất cả các đối tượng học sinh, bởi vì cái hiểu biết nền của từng đối tượng học sinh nó sẽ khác nhau. Do vậy chúng tôi cũng nhắn đi nhắn lại với thầy cô là cái kế hoạch bài dạy của chúng tôi đó là cái gợi ý tham khảo thôi, còn khi mà thầy cô vào với cái thực tế dạy học của mình thì thầy cô sẽ dựa trên chính cái đối tượng học sinh của mình, thì cô sẽ chọn ra được một cái kế hoạch bài dạy mà phù hợp nhất với quý thầy cô, nó sẽ phát huy được cái hiểu biết nền của học sinh ha thầy cô nhé. Dạ. Dạ, trước tiên thì tôi xin nói về cái kiểu bài nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học mà học sinh sẽ được học ở bài số 1 và bài số 3. Thì cô nhìn đây ạ. Thật ra thì cái kiểu bài nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học mình nói là mới ở lớp 12 nhưng nó đã được các em đã được học ở lớp 10 và 11. Đấy chính là cái kiểu bài nghị luận văn học. Thì cô nhìn xem ha, ở lớp 10 và 11 các em đã được học cái kiểu bài này như thế nào. Ở lớp 10 thì yêu cầu cần đạt là học sinh sẽ viết được văn bản nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm văn học. Đúng không ạ? Vậy thì cái thao tác phân tích đánh giá các em đã được học ngay từ lớp 10, thậm chí nếu như thầy cô quan tâm trên trung học cơ sở thì ở lớp 8, lớp 9 là các em cả cũng đã được học rồi thầy cô. Nhưng mà ở lớp 11 thì các em cũng tiếp tục được rèn luyện cái kỹ năng này, viết được văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học. Tuy nhiên cái đối tượng nghị luận nó sẽ mở rộng, không chỉ là tác phẩm văn học mà có thể là bộ phim, bài hát, bức tranh, pho tượng. Và thầy cô chú ý cái những cái dòng màu xanh mà chúng tôi đã in màu, chúng tôi đã tô màu ở trên cái slide. Ở lớp 10 thì yêu cầu đặt ra là học sinh chỉ cần nêu được chủ đề thôi nè thầy cô, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật và tác dụng của chúng. Thì chủ yếu cái phần phân tích đánh giá của các em là những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật và tác dụng của chúng. Nhưng đến lớp 11 thì các em không chỉ nêu nội dung mà các em còn phải
đưa ra được những cái nhận xét về nội dung của tác phẩm, và các em sẽ đưa ra được những cái nhận xét về một số nét nghệ thuật đặc sắc ha thầy cô ha. Còn ở lớp 12 thì thế nào? Ở lớp 12 thì đặt ra cái yêu cầu cần đạt là học sinh viết được văn bản nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học. Vậy thì cái kiểu bài này tuy mới nhưng thực tế thì sẽ kế thừa những cái kỹ năng ở các lớp dưới ha thầy cô, ở các lớp trước, đó là cái kỹ năng phân tích đánh giá một tác phẩm văn học. Các em sẽ sử dụng cái kỹ năng phân tích đánh giá một tác phẩm văn học để em sẽ học cái kiểu bài so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học ở lớp 12. Được không ạ thầy cô? Dạ. Vậy thì ở lớp 12 chúng ta sẽ chú trọng dạy cho các em cái gì ạ? À, làm thế nào để có thể so sánh? Làm thế nào để có thể so sánh trên cơ sở chúng ta đã phân tích đánh giá hai tác phẩm văn học trước đó. Thôi thầy cô, thì đó là cái mới của lớp 12. Thì cái kiểu bài này được chúng tôi rèn luyện ở bài số 1 và bài số 3. Thì thầy cô chú ý giúp tôi là ở bài số 1, ngay từ bài số 1 thì chúng tôi đã hướng dẫn học sinh cái cách để tìm ý và lập dàn ý cho kiểu bài này. Thế thì thầy cô thấy là kể cả bài 1 và bài số 3 thì đều chú ý hướng dẫn học sinh triển khai cái thao tác so sánh. Còn đối với cái thao tác phân tích đánh giá thì chúng ta xem như đó là kỹ năng nền của học sinh ở lớp 10 và 11. Thế nên chỗ này thì cô thấy rất là rõ là nếu như 10 và 11 mình rèn luyện cái kỹ năng này tốt thì bây giờ lớp 12 mình sẽ kế thừa. Nha thầy cô ha. Dạ rồi, thì cô sẽ nhìn thấy nha, tôi sẽ mở sang cái slide bên này thì cô sẽ thấy rõ hơn ạ. Đây thì cô, thì cái khung tri thức về kiểu bài thì chúng tôi sẽ nêu cái định nghĩa về kiểu bài nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học. Nó là kiểu bài nghị luận văn học thầy cô, rõ ràng nó là kiểu bài nghị luận văn học, vậy thì nó không không hẳn là mới hoàn toàn so với học sinh của lớp 12. Các em đã được làm quen với kiểu bài nghị luận văn học này rồi, chỉ có ở đây là các em sẽ dùng lý lẽ và bằng chứng để làm rõ những điểm tương đồng khác biệt về đặc điểm, giá trị nội dung và nghệ thuật của hai tác phẩm văn học mà thôi. Dạ. Vậy thì ở bài 1 và bài 3 sẽ khác nhau như thế nào? Thì ở bài 1 sẽ cung cấp cho các em cái cách để có thể tìm ý và lập dàn ý ở mức độ cơ bản đối với kiểu bài này. Ví dụ như là làm thế nào để tìm ý cho việc so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học, rồi lập dàn ý như thế nào. Và đối với lập dàn ý thì cô chú ý là ở đây thì dàn ý thân bài nó cũng có đưa ra những cái yêu cầu về mặt định lượng và định tính đối với lại chất lượng bài làm. Ví dụ như là ở phần thân bài thì trình bày ít nhất hai luận điểm về nét tương đồng hoặc là khác biệt của hai tác phẩm thơ. Tại vì đối với cái dung lượng một bài văn 600 chữ mà học sinh chỉ trình bày một luận điểm so với lại cái nhận thức và kỹ năng của học sinh lớp 12 thì như vậy là nó hơi ít thôi thầy cô ha. Sợ là các em không đáp ứng được cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nên ở đây cũng có đặt ra một cái yêu cầu là phần thân bài cần trình bày ít nhất hai luận điểm. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là cái cách để học sinh sắp xếp cái dàn ý cho cái bài viết này thì cũng có những cái cách hướng dẫn sau đây. Sẽ có nhiều cái cách đi. Một á, là học sinh sẽ trình bày điểm tương đồng rồi sau đó đến điểm khác biệt. Hai là trình bày điểm khác biệt rồi đến điểm tương đồng. Có nghĩa là mình sẽ trình bày theo cái hướng là mình sẽ tách hai cái phần tương đồng và khác biệt ra. Thôi thì cô ha. Nhưng cũng có thể là sao ạ? Kết hợp phân tích so sánh ở cả điểm tương đồng khác biệt ở từng phương diện đặc điểm giá trị về nội dung và nghệ thuật của hai tác phẩm. Vậy thì cái cách thứ nhất là mình sẽ đi theo thao tác so sánh, có nghĩa là mình sẽ trình bày những cái điểm tương đồng rồi sau đó đến điểm khác biệt hoặc là điểm khác biệt rồi điểm tương đồng. Cách thứ hai là mình sẽ lấy cái bố cục của cái bài đó ha, của hai cái tác phẩm đó và mình sẽ đi theo cái hướng gần như là mình bổ dọc cái văn bản ra. À vậy thì về phương diện nội dung, hai văn bản này có điểm gì tương đồng, có điểm gì khác biệt? Về giá trị nghệ thuật thì hai tác phẩm này có điểm gì tương đồng hoặc là có điểm gì khác biệt, thì cái cách bố trí dàn bài theo kiểu nào cũng được nha thầy cô. Dạ. Đó là đối với bài 1. Còn đối với bài số 3 thì chúng tôi sẽ có những cái hướng dẫn kỹ hơn. Bắt đầu có sự phát triển để học sinh hiểu được là lý do vì sao mình cần phải tiến hành so sánh. Ví dụ như đây, câu hỏi cần đặt ra và là trả lời trước hết để tìm ý là việc so sánh khi thực hiện bài viết này nhằm mục đích gì? Ví dụ như đơn thuần chỉ là chỉ ra những điểm tương đồng hoặc khác biệt của hai tác phẩm hay là thông qua việc so sánh để đúc kết đặc trưng quy luật của một một vài thể loại.
À, đó có thể là thể thơ hay là thể loại truyện hay là kịch hoặc là ký, rồi có thể là so sánh để chỉ ra sự thay đổi phát triển trong cái sáng tác của một tác giả, hoặc là chỉ ra những điểm kế thừa và những điểm sáng tạo trong những cái tác phẩm tiếp nhận cải biên, vân vân. Thì đối với lại cái bài 3 thì chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào cái việc so sánh để học sinh sẽ trả lời được cái câu hỏi là vì sao sẽ cần phải tiến hành so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học. Rồi sau đó cũng sẽ có những cái cách để hỗ trợ học sinh lập dàn ý, tìm ý và lập dàn ý, nhưng mà trên tinh thần cũng là kế thừa từ bài 1. Chỉ có ở bài 3 thì cái phần viết sẽ có thêm những cái mô hình câu để học sinh sẽ biết cách triển khai những cái câu văn phù hợp với cái kiểu bài so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học. À, thì cô, dạ. À, sau cái phần hướng dẫn thì chúng tôi cũng có cái bảng kiểm, và với cái bảng kiểm này thì cô nhìn ha, các cái tiêu chí kiểm thật ra thì nó cũng sẽ được đề xuất dựa trên cái kỹ năng viết bài văn nghị luận văn học thôi thì cô. Ví dụ như là ở cái phần mở bài thì thay vì chỉ giới thiệu khái quát về một tác phẩm thì bây giờ học sinh sẽ giới thiệu khái quát về hai tác phẩm thơ, đúng không ạ? Nếu như ở cái kiểu bài phân tích đánh giá một tác phẩm văn học thì học sinh chỉ cần nêu khái quát nội dung vấn đề của một tác phẩm văn học, thì bây giờ các em sẽ nêu khái quát nội dung vấn đề cần so sánh đánh giá. Đó, thì thật ra đây là một kiểu bài nó không mới hoàn toàn so với học sinh lớp 12 ha thầy cô ha. Nhưng mà khi mà mình dạy cái kiểu bài này thì mình cần kích hoạt cái hiểu biết nền của học sinh ở lớp 10 và 11 cho thật tốt đối với cái kiểu bài nghị luận văn học, và trên cơ sở đó thì mình sẽ xây tiếp cái kỹ năng so sánh đánh giá. Thì thầy cô chú ý là cái kiểu bài này nó có liên quan đến ở cái câu hỏi đánh giá kỹ năng viết nghị luận văn học trong cái đề định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông sau năm 2025. Vậy thì trong cái định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2000 từ sau năm 2025 thì cô nhớ là đối với cái câu hỏi đánh giá kỹ năng viết nghị luận văn học thì sẽ có những cái dạng sau đây. Thứ nhất là học sinh sẽ so sánh đánh giá hai đoạn trích hoặc là hai tác phẩm. Tối này cô nó có thể là thơ, truyện, kịch ký. Rồi dạng thứ hai là học sinh có thể sẽ nghị luận về một đoạn trích, một tác phẩm và phân tích làm rõ một đặc điểm của thể loại qua một văn bản cụ thể. Ví dụ như là đề bài họ có thể sẽ cho một cái văn bản cụ thể và học sinh yêu cầu học sinh là phân tích để làm rõ một cái đặc điểm thể loại nào đấy thể hiện trong cái văn bản đó. Ví dụ như là cho một trích đoạn truyện ngắn, rồi yêu cầu trường học sinh sẽ phân tích để làm rõ cái nghệ thuật và xây dựng nhân vật, ví dụ như thế ha, trong cái văn bản truyện đấy, ví dụ như vậy. Vậy thì thật ra đây chính là một cái thao tác nhỏ của cái kiểu bài so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học mà học sinh đã được rèn luyện ở lớp 12. Vậy thì khi mà thầy cô chú ý giúp tôi là khi mà thầy cô dạy cái kiểu bài so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học thì đầu tiên cái kỹ năng phân tích đánh giá một tác phẩm văn học các em phải thành thạo thuần thục đã, thì các em mới có thể triển khai được cái kỹ năng so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học. Vậy thì nếu như các em làm tốt cái kiểu bài so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học thì đương nhiên các em sẽ có thể thực hiện được một trong hai dạng này ở cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sau năm 2025. Và đương nhiên thì cô chú ý là cái ngữ liệu của cái đề thi tốt nghiệp nói riêng và tất cả các cái kỳ kiểm tra đánh giá của chương trình ngữ văn thì chúng ta đều phải dùng cái ngữ liệu ngoài sách giáo khoa ha thầy cô ha, không trùng lặp với những cái đoạn trích văn bản đã học trong sách giáo khoa do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Như thầy cô thì đó chính là cái tinh thần của công văn 3175. Thì tôi cũng xin nói rõ, công văn 3175 đặt ra cái yêu cầu đối với đánh giá định kỳ. Vậy thì cái kỳ thi tốt nghiệp cũng là một cái dạng của đánh giá kết thúc mà thầy cô, đúng không ạ? Đó, và những cái kỳ thi học kỳ giữa kỳ nó sẽ áp dụng cái tinh thần hướng dẫn của 3175. Rồi. Thì đối với cái kiểu bài nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học này thì trong cái đề thi quốc gia thì học sinh có thể sẽ được kiểm tra dưới cái hình thức là viết đoạn văn hoặc là viết bài văn ha thì cô ha, thì cái này thì cô có thể xem thêm trong cái phần định dạng. Ở nội dung này chúng tôi không thể nào nói rõ hết cái phần định dạng của đề thi được thầy cô.
Rồi tôi xin nói đến kiểu bài thứ hai trong sách giáo khoa ngữ văn 12. Kiểu bài này cũng liên quan đến cái đề thi tốt nghiệp sau năm 2025. Đó là văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội. Và ở lớp 12 nó đặt tên rất là rõ. Văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội có liên quan đến tuổi trẻ. Nha thầy cô. Và cái kiểu bài này nó sẽ được phân phối trong sách giáo khoa Bộ Chương trình Sáng tạo ở bài 2 và bài 6. Thầy cô nhìn giúp tôi cái yêu cầu cần đạt. Vậy thì cái kiểu bài này chúng ta sẽ quy về một cái kiểu bài rất là quen thuộc với học sinh là văn bản nghị luận xã hội. Thế bây giờ mình tự hỏi là ở lớp 10 và 11 học sinh đã học gì về nghị luận xã hội? Thầy cô có thể nhìn ở trên màn hình. Ở lớp 10 học sinh đặt ra cái yêu cầu, chương trình đặt ra yêu cầu là học sinh viết được một văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội. Thôi không ạ. Lớp 12 cũng viết được văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội. Duy lỗi lớp 11 chứ thầy cô, chỉ có là lớp 11 nó sẽ có một cái sự phát triển so với lớp 10. Đó là ở lớp 11 các em không chỉ trình bày rõ quan điểm, có hệ thống luận điểm, có cấu trúc chặt chẽ, sử dụng các lý lẽ bằng chứng thuyết phục, chính xác tinh kỷ thích hợp đầy đủ, mà ở lớp 11 đòi hỏi là em phải biết cách mở bài và kết thúc gây ấn tượng. Thì đó là cái sự phát triển đối với cái kiểu bài nghị luận xã hội mà chương trình đã đặt ra ở lớp 11 so với lớp 10 có sự phát triển như vậy. Còn bây giờ đối với lớp 12 thì sao ạ? À, lớp 12 thì chương trình đặt ra một cái yêu cầu cần đạt là viết được văn bản nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ. À, vậy thì mình nhìn trong cái sự kết nối với cái yêu cầu cần đạt của lớp 10 và 11, mình thấy là thao tác thực hiện cái kỹ năng ở lớp 12 nó không có gì khác với lớp 11 và lớp 10 cả thầy cô. Thao tác thực hiện của cái kiểu bài nghị luận về một vấn đề xã hội có liên quan đến tuổi trẻ này thì nó cũng là giống với cái kỹ năng viết cái bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội nói chung thôi. Chỉ có là cái vấn đề bàn luận bây giờ nó sẽ rõ hơn, gói gọn hơn, giới hạn, đó là những vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ. Nha thầy cô. Vậy thì thầy cô nhìn nè, ở lớp ở sách giáo khoa ngữ văn 12 Bộ Chương trình Sáng tạo, chúng tôi phân bố ở hai bài học, bài 2 và bài 6. Vậy thì cái cách, cái nội dung dạy học nó có gì khác nhau hay không đối với cùng một kiểu bài? Nó khác nhau chỗ này thầy cô. Đối với bài 2 thì học sinh sẽ viết cái bài văn nghị luận về những cái vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ và đất nước. Dạ, còn đối với bài 6 thì sao thì cô nhìn ha. Bài 6, học sinh sẽ viết bàn luận, đó sẽ viết cái bài văn nghị luận về những cái vấn đề người trẻ trong cái bối cảnh toàn cầu, ví dụ như thế. Vậy thì thầy cô nhìn thấy là cái sự khác nhau giữa bài 2 và bài 6 đó là khác nhau về phạm vi vấn đề nghị luận, chứ còn thao tác thì nó sẽ không khác nhau. Lý do vì sao lại như vậy thầy cô nhìn đây. Đối với cái định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông sau năm 2025 thì bên cạnh câu hỏi đánh giá kỹ năng viết nghị luận văn học thì chúng ta thấy là năm nay cái đề thi nó sẽ đánh giá kỹ năng viết nghị luận xã hội một cách toàn diện hơn. Nếu đề thi trước đây chỉ viết đoạn nghị luận xã hội thì bây giờ cái kỹ năng viết nghị luận xã hội có thể sẽ được đánh giá ở kỹ năng viết bài. Hai thầy cô ha. Và cái phạm vi bàn luận cũng đã được xác định rất là rõ, đó là những vấn đề liên quan đến tuổi trẻ. Và trong cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông sau năm 2025 thì cái vấn đề nghị luận đó nó có thể có liên quan đến văn bản của phần đọc hiểu hoặc nó là một vấn đề độc lập hoàn toàn với văn bản ở phần đọc hiểu. Ha thì cô ha, duy chỉ có là cái đề tài bàn luận, cái nội dung nghị luận nó sẽ là những vấn đề gắn với tuổi trẻ và nó sẽ được phân biệt theo cái phạm vi của vấn đề sau đây như sau. Thứ nhất đó là mối quan hệ giữa tuổi trẻ với đất nước, cộng đồng xã hội, hoặc là mối quan hệ giữa tuổi trẻ với gia đình, với bạn bè, hoặc đó là lý tưởng, ước mơ, hoài bão, lối sống của tuổi trẻ. Vậy thì cô chú ý giúp tôi là khi thầy cô dạy thì cô sử dụng cái bộ sách giáo khoa ngữ văn 12 của Bộ Chương trình Sáng tạo thì cái nhóm vấn đề đầu tiên là mối quan hệ giữa tuổi trẻ với đất nước, cộng đồng xã hội thì chúng ta sẽ tổ chức cho hướng dẫn cho học sinh nghị luận chủ yếu nằm ở bài 2. Còn hai nhóm còn lại, còn những nhóm còn lại cụ thể là mối quan hệ giữa tuổi trẻ với gia đình bạn bè, rồi lý tưởng ước mơ hoài bão lối sống của tuổi trẻ thì chúng ta sẽ tập trung rèn luyện ở bài 6 nha thầy cô. Dạ, thì chúng ta sẽ có những cái phân vùng về phạm vi vấn đề như thế để thầy cô triển khai dạy học
để thấy được là cái bài số 2, bài số 6 nó có cái sự kết nối như thế nào, nhưng đồng thời nó cũng có cái sự phát triển là sao, nó có cái nhiệm vụ riêng của nó và nó kế thừa, nó phát triển như thế nào nha thầy cô. Dạ. Ví dụ như thầy đây chúng tôi cũng đã trích dẫn một số ví dụ minh họa cho thầy cô xem. Chẳng hạn như đây là cái câu nghị luận xã hội yêu cầu học sinh viết đoạn và cái vấn đề nghị luận nó có liên quan đến ngữ liệu đọc hiểu. Ví dụ như là từ đoạn trích ở phần đọc hiểu kết hợp với những hiểu biết của bản thân, hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về một giải pháp mà anh chị cho là hợp lý để hạn chế rác thải điện tử ở địa phương mình. Thì đây là cái vấn đề về mối quan hệ giữa tuổi trẻ với cộng đồng ha thầy cô ha. Dạ. Viết đoạn thì cô, còn ở trong cái ví dụ này thì lại yêu cầu học sinh là viết bài nghị luận xã hội, và bài nghị luận xã hội cũng như là bài nghị luận văn học thì đều khoảng 600 chữ. Ví dụ như đây viết bài văn nghị luận khoảng 600 chữ bày tỏ ý kiến của anh chị về những khó khăn thử thách với tuổi trẻ, thì cái này là chúng tôi lấy từ trích dẫn từ cái đề thi minh họa do bộ đã công bố hả thầy cô nha. Thì đó là hai cái kiểu bài. À, học sinh được học ở lớp 12 nhưng có sự kế thừa phát triển những cái kiểu bài đã được rèn luyện ở lớp 10 và 11. Bây giờ tôi xin nói về một số kiểu bài mới ở chương trình 12 nha thầy cô ha. Kiểu bài đầu tiên đó là cái văn bản thư trao đổi. Thì cái văn bản thư trao đổi này như tôi đã giới thiệu với thầy cô lúc đầu, bộ chân trời sáng tạo sẽ cài đặt ở hai bài học liền nhau, bài số 4 và bài số 5. Nó nằm cuối học kỳ 1. Và vì sao lại cài đặt hai bài liền nhau và lại nằm cuối học kỳ 1? Vì tôi xin nhắc lại là cái hình thức, cái kiểu văn bản này cũng xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông sau năm 2025. Và chúng tôi cài đặt nó ở hai cái bài liền nhau để thầy cô và học sinh cũng có những cái thuận lợi trong việc tổ chức dạy và học. Vì khi em học bài 5 thì em có thể sẽ đối chiếu với cái kiểu bài này đã học ở bài số 4, và em cũng nhận ra được là cái hình thức bức thư trao đổi ở cái bài 5 em được học thì nó sẽ khác gì với cái hình thức bức thư trao đổi mà em đã được học ở bài 4. Và hai bài này dạy cuối học kỳ 1 cũng để cho thầy cô và học sinh có thời gian rèn luyện, chuẩn bị cho cái việc rèn luyện kỹ năng viết thư trao đổi phục vụ cho cái bài thi trung học phổ thông quốc gia ha thầy cô. Dạ. Thế thì cái yêu cầu cần đạt đặt ra đối với kiểu bài này mà chương trình nó quy định là gì? Học sinh sẽ viết được văn bản dưới hình thức thư trao đổi công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm. Thầy cô nhìn xem, thật sự nó có phải là một kiểu bài mới hoàn toàn với học sinh hay không? Nha thầy cô ha, tôi sẽ đi từ cái khái niệm của kiểu bài mà sách giáo khoa đã đặt ra. Thầy cô nhìn ha, đây là ở bài số 4, học sinh sẽ viết thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm. Thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm là kiểu văn bản thư tín, trong đó người viết thư trao đổi với người nhận thư về một vấn đề trong cuộc sống, đồng thời sử dụng lý lẽ bằng chứng để thuyết phục người đọc. Vậy thì thầy cô thấy là cái hình thức thì là bức thư, tuy nhiên thao tác thực hiện vẫn là kỹ năng viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội thôi ạ. Chỉ có ở đây là chúng ta chú ý học sinh điều gì? Cái hình thức trình bày văn bản nó phải đúng với hình thức của một bức thư. Hả thầy cô ha, nó phải đúng với hình thức của một bức thư thôi. Nha thầy cô ha. Vậy thì thầy cô chú ý cái này. Vậy thì có phải là đối với kiểu bài này thì khi mà các em thực hành viết cái kiểu bài này thì em phải xác định rất là rõ cái tình huống giao tiếp mà em được đặt vào không ạ? Ví dụ như là em sẽ viết thư cho ai đọc? Em viết để làm gì? Em viết bằng cái hình thức thư tay hay là hình thức thư điện tử, ví dụ như thế. Đó. Thế thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta dạy cái kiểu bài này thì phải hình thành cho học sinh một cái kỹ năng. Đó là kỹ năng xử lý các cái nhân tố của tình huống giao tiếp, bao gồm người đọc, hả thầy cô ha, vai của em là ai, là người viết đó, vai của em là vai gì, người đọc như thế nào, mục đích, đúng không, hình thức của em viết là thư tay hay là thư điện tử, ví dụ như thế đó, thì phải xử lý tốt những yếu tố như vậy rồi thì em mới lựa chọn được cái hình thức ngôn ngữ phù hợp để có thể trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm đối với người đọc.
nha thầy cô. Thì cái hình thức viết thư này, cái bài số 4 này cũng có cái phần bản kiểm để cho thầy cô và học sinh có thể hình dung được cái cách thực hiện cái văn bản này như thế nào. Thì cô nhìn trong cái bản kiểm đó cũng là những cái nội dung rất là quen thuộc đối với cái kỹ năng viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội thôi. Ví dụ như là đưa ra được các bằng chứng chính xác đáng tin cậy để làm rõ cho nội dung lá thư, đề xuất cách thức giải quyết vấn đề vân vân. Thầy cô ha. Dạ rồi. Đến bài 5 cũng là viết thư, tuy nhiên lúc này là trao đổi công việc. Hai thầy cô, thầy cô nhìn cái định nghĩa về kiểu bài thư trao đổi công việc là kiểu văn bản thư tín của cá nhân hay tổ chức không mang tính chính thức, không ràng buộc pháp lý, dùng để trao đổi thông tin mà hai bên cùng quan tâm, cùng bàn bạc, có thể là bổ sung chỉnh sửa phương thức tiến hành đối với công việc đó nhằm đạt được kết quả mong đợi. Vậy thì ở đây mục đích viết thư là có thể là trao đổi thông tin hoặc là bàn bạc trao đổi một vấn đề gì đấy của công việc để đi đến sự thống nhất. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là cũng có cái yếu tố cần phải thuyết phục người đọc của mình ở trong đấy. Đúng thì cô, duy chỉ có là cái nội dung bàn luận bây giờ nó không phải là một vấn đề đáng quan tâm mà nó là một công việc cụ thể. Hai thầy cô ha, một công việc cụ thể nha thầy cô. Dạ đó, thì thầy cô chú ý giúp tôi là thế thì cái hình thức ở đây là bức thư, đúng không? Và mục đích của bức thư này là khác với lại cái bức thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm lúc nãy, có thể sẽ là gì ạ? Cung cấp thông tin về một công việc hoặc là bàn bạc trao đổi về một vấn đề nào đó của công việc để đi đến sự thống nhất nha thầy cô. Dạ. Bây giờ tôi xin nói đến cái kiểu bài phát biểu. Kiểu bài phát biểu này được cài đặt ở bài 8 nha thầy cô ha. Thế thì cái kiểu bài này nó sẽ đáp ứng cái yêu cầu cần đạt nè, đó là viết được bài phát biểu trong lễ phát động một phong trào hoặc là một hoạt động xã hội. Vậy thì kiểu bài này có thật sự là mới không? Thầy cô cũng cùng với tôi sẽ cùng đọc cái định nghĩa về kiểu bài. Bài phát biểu trong lễ phát động một phong trào hoặc một hoạt động xã hội thuộc kiểu bài nghị luận. Nghị luận nha thầy cô, viết ra để đọc trong lễ phát động một phong trào hoặc là hoạt động xã hội nhằm mục đích thuyết phục, kêu gọi mọi người tích cực tham gia, góp phần lan tỏa ý nghĩa, thông điệp tích cực. Và những cái dòng yêu cầu đối với kiểu bài thì cô thấy sách giáo khoa cũng đã xác định rất là rõ, nêu được các luận điểm, lý lẽ, bằng chứng xác đáng, phù hợp, phong phú để thuyết phục mọi người tham gia phong trào hoặc là hoạt động xã hội đó. Rồi có thể là nêu được lời kêu gọi hành động với những giải pháp cụ thể khả thi thuyết phục. Thế thì mình đọc cái yêu cầu đối với kiểu bài và thầy cô nhìn cái bảng kiểm đi ạ. Nêu ít nhất hai luận điểm khẳng định tầm quan trọng ý nghĩa của phong trào hoạt động xã hội, nêu được lý lẽ bằng chứng đa dạng thuyết phục để làm sáng tỏ luận điểm, sắp xếp lý lẽ luận điểm bằng chứng theo trình tự hợp lý, đưa ra lời kêu gọi tham gia phong trào hoặc hoạt động xã hội với những giải pháp phương hướng hành động cụ thể khả thi. Vậy thì hình thức là bài phát biểu nhưng cái kỹ năng thực hiện vẫn là kỹ năng viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội. Được không ạ thầy cô? Vậy thì mình nghe thì mình thấy là những cái bài này có vẻ là mới nhưng kỳ thực không hẳn mới nha thầy cô ha. Nó cũng tận dụng trên những cái nền mà học sinh đã biết thôi. Chỉ có như tôi nói lúc nãy là chúng ta sẽ hình thành thêm cho học sinh một cái kỹ năng nữa, đó là kỹ năng xử lý các nhân tố của tình huống giao tiếp. Ví dụ, trước khi em viết cái bài phát biểu này, em phải xác định được em đang phát biểu trong hoàn cảnh nào. Cái hoàn cảnh giao tiếp của em là gì? Em đang phát biểu với vai trò gì? Vai của em là gì? Vai người nói là gì? Người nghe của em là ai? Đúng không ạ? Người nghe nhưng chính là người đọc cái bài phát biểu này đó thì cô. Họ sẽ mong đợi điều gì từ bài phát biểu của em? Mục đích bài phát biểu này là làm gì? Thì cái mục đích chung mà sách giáo khoa đã xác định đối với một cái bài phát biểu là thuyết phục kêu gọi mọi người tích cực tham gia. Vậy thì ở chỗ này mình yên tâm là vẫn sử dụng lại cái kỹ năng viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội, chẳng qua là cái hình thức trình bày nó sẽ khác thôi thầy cô. Thì cái đấy thì khi mà mình dạy học sinh thì mình chú ý hướng dẫn học sinh là xác định các cái nhân tố của tình huống giao tiếp, đặc biệt là em phải đọc đề bài cho kỹ, em phải phân tích cái tình huống giao tiếp đó, giao tiếp cái tình huống mà đề bài cho em đó nó sẽ cụ thể tới những mức như thế nào để em có thể lựa chọn được cái ngôn ngữ, hình thức ngôn ngữ phù hợp với lại cái bài viết của em.
Vậy thì cái kiểu bài viết thư và cái kiểu bài viết hoặc cái bài kiểu bài phát biểu nó cũng có liên quan đến cái câu hỏi đánh giá kỹ năng viết nghị luận xã hội ở cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông sau năm 2025. Nha thầy cô ha, thì cái hình thức nó cũng có thể viết 200 chữ, viết đoạn hoặc bài văn, nhưng mà chắc có lẽ là nó sẽ, tôi thì cũng không 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 biết, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà viết thư hay là viết bài bài viết thì có lẽ là nó sẽ yêu cầu ở hình thức viết bài văn chăng, tôi cũng không biết ha thầy cô, không biết rõ, nhưng mà mình cũng thể hình có thể đoán thử xem như thế nào. À, vậy thì khi mà thầy cô yêu cầu học sinh viết những cái kiểu bài này thì thầy cô cần có cái lệnh hỏi rõ ràng, đúng không ạ? Lệnh hỏi rõ ràng về hình thức trình bày. Ví dụ như là thầy cô yêu cầu học sinh sẽ viết bài với cái hình thức là bài văn nghị luận thông thường, hay em sẽ viết một cái bài văn dưới hình thức bức thư, hay em sẽ viết một cái bài văn dưới hình thức một bài phát biểu. Nha thầy cô ha, vậy thì đối với cái bài nghị luận xã hội trong cái đề thi đó thầy cô, khi mà thầy cô kiểm tra hoặc là thầy cô tổ chức cho học sinh đánh giá ở những cái bài giữa kỳ hoặc cuối kỳ đó, thì thầy cô cần thiết kế lệnh hỏi rõ ràng về hình thức trình bày. Hai thầy cô ha. Ví dụ như là nếu các em chỉ cần viết một cái bài văn nghị luận thông thường thôi thì em sẽ vận dụng cái kỹ năng em được rèn luyện ở bài 2 và bài 6. Nhưng nếu như em sẽ viết một cái bài văn dưới cái hình thức là bức thư thì em sẽ vận dụng kỹ năng được hình thành ở bài 4, bài 5. Còn nếu như em viết cái bài văn dưới hình thức là bài phát biểu thì em sẽ phải vận dụng kỹ năng được học ở bài 8 để em giải quyết cái câu hỏi đánh giá kỹ năng viết đó. Vậy thì chú ý giúp tôi là cả hình thức bức thư trao đổi công việc hay là bài phát biểu thì phải xác định được vai trò của người viết và người nhận thư nè. Mục đích viết là gì nè, vấn đề cần trao đổi nè, đảm bảo bố cục và hình thức trình bày của một bức thư nè, phải lựa chọn và sử dụng ngôn ngữ phù hợp. Còn đối với bài phát biểu thì em phải xác định được vai trò của người nói và người nghe nè, mục đích của phát biểu là gì nè, nội dung chính của cái buổi lễ phát động đó là gì, và cần đảm bảo bố cục của một bài phát biểu cũng như là lựa chọn sử dụng ngôn ngữ cho phù hợp. Ha thì cô ha. Còn về kỹ năng là em sẽ vận dụng những cái kỹ năng đối với cái bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội mà em đã được rèn luyện ở lớp 10 và lớp 11 nha thầy cô. Dạ. Ví dụ như thầy cô có thể nhìn thấy đây là một cái đề yêu cầu học sinh viết bài nghị luận nhưng mà dưới hình thức một bài phát biểu. Thì cô thấy là cái đề họ cũng đã cung cấp cái tình huống rất là rõ để hưởng ứng ngày môi trường thế giới, đoàn trường phát động phong trào phân loại rác tại nguồn trong nhà trường. Với tư cách đại diện cho ban chấp hành đoàn trường, anh chị hãy viết bài phát biểu khoảng 600 chữ để trình bày trong buổi lễ phát động ấy. Ví dụ như vậy nha thầy cô. Dạ. Rồi tôi xin nói đến một cái kiểu bài nữa, cũng mới với lại lớp 12, đó là bài báo cáo kết quả nghiên cứu. Bài báo cáo kết quả của một bài tập dự án, chứ xin lỗi thầy cô, đó là cái kiểu bài được chúng tôi cài đặt trong bài học số 7. Thì với cái kiểu bài này, học sinh sẽ đáp ứng được cái yêu cầu cần đạt là viết được báo cáo kết quả của bài tập dự án một vấn đề xã hội nha thầy cô. Có sử dụng sơ đồ bảng biểu, có sử dụng trích dẫn cước chú và biết trình bày phần tài liệu tham khảo. Dạ, thì thầy cô sẽ nhìn thấy ở trên màn hình ha, đây là bài 7 và sẽ có cái tri thức về kiểu bài, ví dụ là báo cáo kết quả của bài tập dự án về một vấn đề xã hội là kiểu bài viết trình bày kết quả nghiên cứu khảo sát vấn đề xã hội đó của một bài tập dự án. Vậy thì mình hiểu là để có thể thực hiện được cái yêu cầu viết đối với kiểu bài này thì giáo viên phải thiết kế được một dự án học tập và cho các em thực hiện cái dự án học tập đó, và sau khi em hoàn thành dự án học tập em sẽ có được cái kết quả của dự án và em dùng cái kiểu bài này để báo cáo kết quả của bài tập dự án đó. Hai thầy cô thì chúng tôi cũng có những cái hướng dẫn rất là cụ thể liên quan đến quy trình viết và cũng có cái bảng kiểm để đánh giá cái kỹ năng viết báo cáo kết quả bài tập dự án về một vấn đề xã hội nha thầy cô. Cái bài tập dự án này là một cái dự án học tập để học sinh sẽ tìm hiểu, khảo sát, nghiên cứu một vấn đề xã hội. Và cái kiểu bài cuối cùng đó là cái bài báo cáo kết quả nghiên cứu được chúng tôi cài đặt ở bài 9. Thì cái kiểu bài này nó sẽ đáp ứng cái yêu cầu cần đạt là viết được báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội. Nó sẽ gồm có
nhiều lựa chọn hơn cái kiểu bài lớp 7, kiểu bài báo cáo bài tập giảng lúc nãy. Là đối với cái kiểu bài này, học sinh nó sẽ báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội, có sử dụng sơ đồ, bảng biểu, có thuyết minh, các hình ảnh minh họa, có sử dụng trích dẫn cứu chú và biết trình bày phần tài liệu tham khảo. Thầy cô, thì cái kiểu bài này có quen thuộc với học sinh hay không thì tôi và thầy cô sẽ cùng tìm hiểu ở cái slide tiếp theo. Thì thầy cô đang nhìn thấy trên màn hình ha thầy cô, là cái yêu cầu cần đạt cũng với cái kiểu bài báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên và xã hội. Nhưng mà thầy cô sẽ nhìn thấy đây là cái yêu cầu cần đạt cũng đặt ra đối với cái kiểu bài này ở lớp 10 và 11. Còn đây là yêu cầu cần đạt đối với lớp 12. Hai thầy cô, ở lớp 10 là viết được báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề, có sử dụng trích dẫn cứu chú và các phương tiện hỗ trợ phù hợp. Thì ở đây chỉ là một vấn đề nói chung thôi, bước đầu biết nghiên cứu thôi. Nhưng mà xem đến lớp 11 là viết được báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên và xã hội, biết sử dụng các thao tác cơ bản của việc nghiên cứu, biết trích dẫn, cước chú, lập danh mục tài liệu tham khảo, sử dụng các phương tiện hỗ trợ phù hợp. Còn bây giờ thầy cô nhìn cái lớp 12, viết được báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội, có sử dụng, có thuyết minh, có sử dụng trích dẫn, cước chú, biết trình bày phần tài liệu tham khảo. Vậy thì chúng ta thấy là cái kiểu bài ở lớp 12 nó sẽ kế thừa những cái kỹ năng viết báo cáo kết quả nghiên cứu mà học sinh đã học ở lớp 10 và 11. Học sinh cũng sẽ thực hiện lại cái quy trình nghiên cứu tương tự như đã học ở lớp 10, nhưng mà cái kỹ năng ở lớp 12 bây giờ nó sẽ thành thạo hơn. Thế nên là thầy cô thấy là các cái yêu cầu nhỏ bên trong nó không còn dừng lại ở mức biết nữa, mà nó đòi hỏi học sinh là có sử dụng và người ta mong muốn là các em sẽ sử dụng tốt hơn ở lớp 11 ha thầy cô ha. Dạ rồi. Thì thầy cô có thể sẽ tham khảo lại cái quy trình hướng dẫn học sinh nghiên cứu một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội mà chúng tôi đã hướng dẫn ở lớp 11. Và bây giờ chúng tôi sẽ lặp lại cái quy trình hướng dẫn đó ở lớp 12 cho học sinh. Thế thì thầy cô cũng đặt ra câu hỏi, vậy thì cái kiểu bài báo cáo kết quả của bài tập dự án với kết quả nghiên cứu ở lớp 12 có điểm gì giống và khác nhau không ạ? Dạ, nó có điểm tương đồng và có điểm khác biệt. Nó có điểm tương đồng và khác biệt như thế nào thì thầy cô có thể sẽ đọc kỹ hơn trong sách giáo viên. Tuy nhiên ở đây thì tôi cũng xin nói nhanh thôi. Ví dụ như là điểm tương đồng, cả hai kiểu bài này đều trình bày chính xác, đầy đủ, thuyết phục các kết quả thực hiện. Ngôn ngữ chuẩn mực, khách quan, khoa học, sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp với đối tượng nghiên cứu, cũng sử dụng các cái phương tiện phi ngôn ngữ, cũng trình bày trích dẫn, cước chú và tài liệu tham khảo. Duy chỉ có khác nhau ở chỗ này. Cái khác biệt thứ nhất đó là đối với cái báo cáo kết quả nghiên cứu thì thầy cô chú ý hồi nãy tôi nói là ở bài số 9 thì học sinh nó có thể sẽ tiến hành nghiên cứu một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội. Vậy thì cái sự khác biệt này nó chỉ nằm ở cái báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề xã hội. Tại vì cái bài tập dự án mà học sinh thực hiện ở bài 7 đó là bài tập dự án về một vấn đề xã hội, thưa thầy cô. Thầy cô, vậy thì nếu đó là một cái báo cáo kết quả nghiên cứu một vấn đề tự nhiên thì nó đã khác rất là rõ với cái bài tập dự án rồi. Nhưng nếu đó là cái báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề xã hội thì nó khác nhau như thế nào? Cái kiểu bài báo cáo kết quả nghiên cứu này là cái kiểu bài học sinh sẽ trình bày kết quả nghiên cứu về một vấn đề xã hội sau khi học sinh hoàn thành một đề tài nghiên cứu. Còn đối với cái kiểu bài báo cáo kết quả của bài tập dự án thì như tôi nói lúc nãy, kiểu bài này là trình bày kết quả nghiên cứu về một vấn đề xã hội sau khi học sinh hoàn thành một bài tập dự án. Vậy thì để dạy được cái kiểu bài này thì giáo viên buộc phải sử dụng cái hình thức dạy học dự án, hay còn gọi là dạy học dựa trên dự án đó thầy cô. Thầy cô ha. Đó, để dạy một bài học, một vấn đề, một chủ đề nhất định. Và cái bài báo cáo này là cái sản phẩm của cái bài tập dự án đó. Được chưa thầy cô? Và cái điểm khác biệt thứ hai là ở cái yêu cầu về bố cục của hai cái bài báo cáo này. Đối với cái báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề xã hội thì nó sẽ có 8 cái yêu cầu, 8 mục. Đúng không ạ? 8 mục. Nhưng đối với cái báo cáo kết quả của một bài tập dự án về một vấn đề xã hội thì chỉ có 5 mục thôi thầy cô. Dạ, thì nó khác nhau như thế nào thì cô có thể sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở trong sách giáo viên giúp chúng tôi nha thầy cô nhé. Dạ.
Thế thì tôi đã hoàn thành cái nội dung hướng dẫn học sinh, hướng dẫn thầy cô tìm hiểu cái ma trận kết nối giữa các cái yêu cầu cần đạt về viết với hệ thống chính bài học của bộ chương trình sáng tạo. Tôi với thầy cô cũng đã điểm qua những cái bài học ở lớp 12, những cái kiểu bài ở lớp 12 có cái sự kế thừa phát triển ở lớp 10 và 11. Đồng thời mình cũng đã xác định với nhau những cái kiểu bài có thể là mới với học sinh lớp 12. Mình cũng đã chỉ ra những cái kiểu bài có thể sẽ xuất hiện trong cái định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông sau 2025, để thầy cô sẽ có những cái định hướng giảng dạy tốt hơn. Bây giờ tôi xin đi vào cái cấu trúc bài học và đặc điểm, thì cũng xin chia sẻ thật với thầy cô là cái phần này chắc có lẽ là nhiều thầy cô nếu mà đã qua cái phần dạy lớp 10 và 11 thì có thể cũng không lạ lắm với cái cấu trúc bài học viết trong sách giáo khoa ngữ văn của bộ chương trình sáng tạo. Lỗi thầy cô một chút. Bây giờ nên là tôi sẽ đi nhanh cái phần này thôi thầy cô. Về cấu trúc bài học thì cái phần bài học viết của bộ chương trình sáng tạo, thầy cô đã trải nghiệm cái sách giáo khoa ngữ văn 10 và 11 thì 12 vẫn sẽ giữ nguyên cái kiểu thiết kế đó. Để thầy cô cùng với học sinh nếu mà sử dụng cái sách giáo khoa này từ lớp 10 và lớp 11 rồi thì mình sẽ có sự ổn định về cấu trúc và cái hình thức dạy học ha thầy cô ha. Nó không có gây ra quá nhiều xáo trộn và biến động đối với lớp 12, một cái cấp lớp rất là quan trọng. Thì cái bài học viết của bộ chương trình sáng tạo sẽ được phân thành ba cái phần lớn. Phần thứ nhất là cái phần chúng tôi sẽ cung cấp tri thức về kỹ văn bản. Hả thầy cô? Dạ. Thì trên trang sách thầy cô có thể thấy là tri thức về kiểu bài đó được trình bày trong một cái box màu vàng. Sau đó sẽ đến cái phần hướng dẫn phân tích ngữ liệu tham khảo. Nha thầy cô, hướng dẫn phân tích ngữ liệu tham khảo thì chúng tôi sẽ trình bày một cái bài viết tham khảo và có những cái công cụ để thầy cô và học sinh sẽ cùng nhau phân tích cái bài viết tham khảo đó. Và cái phần thứ ba chính là phần thực hành viết theo quy trình. Thì sau khi các em đã tìm hiểu tri thức về kiểu bài, em đã tiến hành phân tích ngữ liệu tham khảo rồi thì em sẽ trải nghiệm cái quy trình viết đối với một bài viết cụ thể. Và ba phần này nó sẽ tương tác qua lại xuyên thấm vào nhau và nó có một cái mối quan hệ mật thiết giữa lý thuyết và thực hành khi thầy cô dạy viết. Và cũng tùy theo bài học thì có thể sẽ bớt đi một số phần, ví dụ những cái bài nào mà nó có cùng cái tri thức kiểu bài thì chúng tôi chỉ trình bày tri thức kiểu bài ở cái bài học đầu tiên thôi. Còn cái bài học thứ hai lặp lại cái kiểu bài đó thì chúng tôi sẽ không có trình bày cái box màu vàng này, cái khung màu vàng này, mà chúng tôi sẽ đi thẳng luôn vào việc trình bày cái bài viết tham khảo. Hay thì cô ha, đó là cái trường hợp của bài số 2 nè, bài số 6 nè, hoặc là trường hợp của bài số 1 và bài số 3, bài 1, bài 3, đó là cái kiểu bài so sánh đánh giá hai tác phẩm văn học đó thầy cô. Nha thầy cô. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần đầu tiên, đó là đặc điểm của phần tri thức về kiểu văn bản. Thì phần này sách giáo khoa thì cô sẽ nhận diện cho sách giáo khoa nó sẽ thường sẽ được trình bày bên dưới cái tên bài học trong một cái khung màu vàng. Nó gồm có hai phần, đó là định nghĩa về kiểu bài và yêu cầu đối với kiểu bài. Thì cái nguyên tắc biên soạn là trình bày ngắn gọn. Thầy cô đưa ra định nghĩa về kiểu bài và nêu một số yêu cầu đối với kiểu bài. Và chức năng của phần này là hướng dẫn học sinh nhận biết đặc điểm của kiểu văn bản. Và như tôi nói lúc nãy, với những cái bài học mà học cùng kiểu bài thì cái khung tri thức này nó chỉ xuất hiện ở bài học thứ nhất thôi. Còn bài học thứ hai nó sẽ được lược bỏ. Nha thầy cô. Dạ. Với cái nguyên tắc biên soạn là bài sau sẽ tiếp nối và nâng cao so với bài trước. Thì tiếp nối như thế nào thì lúc nãy tôi có nói với thầy cô đó. Bài 1 và bài 3 tiếp nối như thế nào? Bài 2, bài 6 tiếp nối như thế nào? Riêng cái bài số 4 và bài số 5 thì nó không hẳn là tiếp nối. À xin lỗi, nó không hẳn là giống nhau hoàn toàn. Tại vì cái bài 4 là hình thức bức thư trao đổi về một vấn đề quan tâm. Còn bài 5 lại là bức thư trao đổi công việc. Nghe thầy cô, cái nội dung nó sẽ khác nhau một chút. Rồi. Sau khi mà chúng tôi trình bày cái phần tri thức về kiểu bài thì chúng tôi sẽ trình bày một cái bài viết tham khảo và cung cấp cái phần hướng dẫn phân tích mẫu.
Thì cái bài viết tham khảo này như thầy cô cũng đã trải nghiệm ở lớp 10 và 11, nó sẽ thể hiện đầy đầy đủ đặc điểm của kiểu bài và nó sẽ hướng dẫn học sinh nhận biết đặc điểm của kiểu bài thông qua việc phân tích một cái trường hợp cụ thể. Và nó sẽ thực hiện cái quan điểm biên soạn đó là học thông qua quan sát. Và những cái bài viết tham khảo này chúng tôi cũng cố gắng chọn những cái bài mà nó sẽ phù hợp với tầm tiếp nhận của học sinh như thầy cô. Thì thầy cô sẽ nhìn đây ha, những cái ngữ liệu tham khảo này nó sẽ phải thể hiện đầy đủ đặc điểm của kiểu bài đó. Ví dụ như đây là cái bài đầu tiên, viết bài văn nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm thơ. Đúng thầy cô. Đó. Ví dụ như đây là yêu cầu đối với kiểu bài là chỉ ra được một số điểm tương đồng khác biệt giữa hai tác phẩm theo yêu cầu của đề bài. Ha. Thì ở trên cái bài viết cũng phải chỉ ra được những cái điểm tương đồng. Ví dụ như đây thầy cô, những cái dòng nội dung mà chúng tôi tô màu xanh lá cây là những cái luận điểm làm rõ điểm tương đồng của hai tác phẩm. Còn những cái dòng mà chúng tôi tô màu xanh dương thì lại là những luận điểm để làm rõ điểm khác biệt của hai tác phẩm. Hả thầy cô? Đó. Thế thì cái bài viết tham khảo này nó phải phản ánh được đầy đủ đặc điểm của kiểu bài mà chúng tôi đã xác định ở cái phần tri thức kiểu bài. Đúng không ạ? Chứ cái bài viết tham khảo này, phần tri thức kiểu bài chúng ta nêu cái đặc điểm một đường, rồi đến cái bài viết tham khảo mà chúng ta lại trình bày một cái bài mẫu, nó không phản ánh đầy đủ đặc điểm của kiểu bài thì thật sự là gây khó khăn cho học sinh ở cái bước đầu tiên nhận biết đặc điểm của kiểu bài. Như thầy cô, đó là cái bước rất là cơ bản. Sau cái phần trình bày cái văn bản tham khảo hay còn gọi là cái bài viết mẫu đó, thì chúng tôi sẽ trình bày kèm theo đó là những cái công cụ để hướng dẫn học sinh phân tích mẫu. Thì những cái công cụ này bao gồm, thứ nhất đây là cái thông tin trong một trong những cái box mà chúng tôi trình bày ở bên lề phải của bài viết mẫu, được không thầy cô? Và ở bên dưới bài viết mẫu sẽ có hệ thống những câu hỏi được chúng tôi trình bày với một cái lệnh học tập, đó là đối chiếu phần đọc ngữ liệu tham khảo với mục tri thức về kiểu bài và trả lời những cái câu hỏi hướng dẫn phân tích mẫu. Vậy thì hai cái bộ công cụ này nó có điểm gì giống và khác nhau? Điểm giống đều là những công cụ để hướng dẫn học sinh nhận diện đặc điểm của kiểu bài thể hiện trên mẫu. Nhưng khác nhau chỗ nào ạ? Thì cô chú ý là những cái box thông tin mà chúng tôi trình bày ở bên lề phải của bài viết tham khảo, nó chỉ nêu những đặc điểm hết sức khái quát của cái kiểu bài đó thôi. Và những cái đặc điểm khái quát này thường nó sẽ giống với cái yêu cầu của kiểu bài mà chúng tôi đã trình bày ở phần lý thuyết. Ví dụ như thì cô nhìn ha, đây, đây sẽ là cái vị trí số 1 trên bài viết tham khảo. Dạ, cái box thông tin nào này nói gì ạ? À, cái vị trí số 1 này giới thiệu khái quát về hai tác phẩm, nêu vấn đề cần so sánh đánh giá. Đây là một cái đặc điểm, thì cô thấy là nó mang cái thông tin rất là khái quát về kiểu bài. Chứ chúng tôi cũng không có xác định rõ hai tác phẩm được nhắc đến ở phần mở bài này là tác phẩm nào và vấn đề nào được người viết mang ra để so sánh đánh giá. Chúng tôi cũng không có xác định rõ những cái vấn đề cụ thể đó. Vậy thì chính cái chỗ này là định hướng cho thầy cô khai thác cái box thông tin để học sinh cùng với thầy cô phân tích sâu hơn vào cái bài viết tham khảo. Chứ thì cô có thể hỏi học sinh là cái người viết này họ đã giới thiệu khái quát về hai tác phẩm như thế nào? Họ giới thiệu những vấn đề gì? Rồi cái vấn đề mà người ta sẽ triển khai so sánh đánh giá đối với hai tác phẩm này là gì? Đúng không ạ? Mình có thể yêu cầu học sinh đọc kỹ cái kiểu bài đó, xác định những cái từ ngữ thể hiện đặc điểm của kiểu bài ở trên cái bài viết tham khảo. Ha thầy cô ha. Hoặc là cái box số 2 này, chúng tôi đã nêu rất là rõ đây là luận điểm 1, làm rõ điểm tương đồng của hai tác phẩm nhưng cũng không nói rõ cái điểm tương đồng đó là gì. Thì cô cũng có thể yêu cầu học sinh là đọc lại cái đoạn số 2 này, xác định cái điểm tương đồng mà người viết đã nhận xét về hai tác phẩm. Câu nào là câu nên cái nêu cái luận điểm so sánh của người viết về nét tương đồng của hai tác phẩm. Thì đó là cách để thầy cô sẽ khai thác cái box thông tin này. Hả thầy cô. Còn đối với cái hệ thống câu hỏi phân tích mẫu, ha thầy cô ha. Đây,
cái hệ thống câu hỏi phân tích mẫu thì thường chúng tôi sẽ đặt ra những câu hỏi đòi hỏi học sinh phải đọc kỹ lại bài viết, đi sâu vào việc nhận biết nội dung của cái bài viết đó. Và từ cái nội dung bài viết đó em sẽ khái quát rút ra được những cái đặc điểm của kiểu văn bản, của kiểu bài ha thầy cô ha. Vậy thì khi mà thầy cô hướng dẫn học sinh phân tích cái bài viết mẫu thì thầy cô cố gắng là mình sử dụng phối hợp cả hai cái bộ công cụ này thì học sinh sẽ phân tích đọc và phân tích cái bài viết mẫu khá là cụ thể. Và trên cơ sở phân tích cái bài viết mẫu thì em sẽ hiểu, thứ nhất là em sẽ hiểu được đặc điểm của kiểu bài được thể hiện như thế nào trong bài viết mẫu. Thứ hai là chính bản thân em có thể rút ra được những cái kinh nghiệm viết mà mình học được từ cái bài viết mẫu về cái việc viết cái kiểu bài này ha thầy cô. Sau cái phần phân tích bài viết tham khảo là đến phần thực hành viết theo quy trình. Thì cái phần thực hành viết theo quy trình này thì sách giáo khoa chương trình sáng tạo sẽ đưa ra một cái đề bài. Lúc này học sinh sẽ được giao một cái nhiệm vụ viết rất là cụ thể. Nhưng chỗ này không phải là mình kiểm tra em, mà mình sẽ hướng dẫn học sinh trải nghiệm cái việc giải quyết cái đề bài này để hình dung ra cách viết cái kiểu văn bản mà các em sẽ học. Các em sẽ được trải nghiệm qua một cái quy trình 4 bước. Bước thứ nhất là chuẩn bị viết, xác định đề tài, mục đích viết, đối tượng người đọc, thu thập tư liệu, đúng không ạ? Bước thứ hai là tìm ý, lập dàn ý. Bước thứ ba là viết bài. Và bước thứ tư là xem lại và chỉnh sửa. Vậy thì đây chính là cái phần nó thể hiện rất là rõ cái yêu cầu liên quan đến cái phương pháp dạy viết mà chương trình đã đặt ra. Đó là chúng ta sẽ phải hướng dẫn học sinh viết theo quy trình, đúng không ạ? Thì đây là cái sự thể hiện của cái quan điểm thiết kế học bằng cách thực hành nha thầy cô. Dạ chắc là bây giờ thầy cô cũng mệt rồi, chúng ta sẽ nghỉ giải lao 15 phút. Sau đó đúng 3 giờ tôi sẽ quay lại tiếp tục cái phần viết nha thầy cô. Dạ.